Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người đã đưa ra quyết định từ chối rút quân khỏi Avdiivka bất chấp nguy cơ bị bao vây. Theo các chuyên gia quân sự, nỗ lực bảo vệ Avdiivka của lực lượng Ukraine dường như đang gặp rất nhiều khó khăn do các lực lượng Nga luôn duy trì lợi thế về pháo binh, trong khi đó vũ khí, đạn dược, mọi thứ cũng đều nhiều hơn. Theo thông tin Top World biết được, sẽ không có việc quân Ukraine rút khỏi Avdiivka, một quyết định đã được đưa ra để bảo vệ thành phố đến cùng. Ukraine hiện đang tăng cường lực lượng dự bị. Một nguồn tin trong văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết đề xuất rút quân khỏi Avdiivka của tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh 49 tuổi của quân đội Ukraine, không nhận được sự đồng tình từ Tổng thống Zelensky và cấp dưới của ông. Đây là quyết định của Tổng thống Zelensky, chứ không phải của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine do Tổng tư lệnh đứng đầu. Họ chủ trương rút quân để bảo toàn những đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất. Ngay lập tức tướng Zaluzhny nhận được lệnh tổ chức phòng thủ thành phố và ngăn chặn đối phương chiếm giữ, một nguồn tin trong văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ. Theo thông tin có được, các lữ đoàn bổ sung được rút khỏi hướng Zaporozhye sẽ được triển khai gần Avdiivka trong thời gian tới. Điều đáng chú ý là lữ đoàn 47 đã được di rời khỏi Rabotino và gửi đến Avdiivka, khu vực đang chịu nhiều tổn thất. Với sự hỗ trợ của lực lượng dự bị vừa được chuyển tới, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu tướng Zaluzhny phải tổ chức các cuộc phản công ở hai bên sườn Avdiivka để đánh bật quân Nga khỏi vị trí của họ và ngăn chặn sự bao vây thêm thành phố. Trước đó, được biết tướng Zaluzhny đã yêu cầu Tổng thống Zelensky họp trụ sở để đưa ra quyết định về Avdiivka khi thành phố này đang phải hứng chịu những tổn thất to lớn. Ông đề nghị rút quân về vị trí khác để phòng bị bao vây. Tuy nhiên, ngay từ đầu rõ ràng ông Zelensky đã từ chối lời đề nghị, bởi ông ấy cần một biểu tượng cho sự kiên cường của Ukraine và Avdiivka là rất hoàn hảo cho điều này. Nhà lãnh đạo Kiev không bận tâm quá nhiều về những mất mát ở Avdiivka. Tướng Valery Zaluzhny được biết đến là một chỉ huy đầy tham vọng và hiện đại, nhưng cũng là một người đàn ông khiêm tốn. Về phía Iran, họ đã cho MiG-31 mang Kinzhan tuần tra biển đen. Động thái cứng rắn này của Moscow nhằm gây thêm áp lực cho Kiev. MiG-31 cất cánh, Ukraine sẽ phải báo động toàn lãnh thổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cứng rắn rằng các máy bay chiến đấu MiG-31 của không quân Nga sẽ bắt đầu các cuộc tuần tra thường trực trên biển đen. Theo Kyiv Post, Nga đã triển khai MiG-31 tới một căn cứ ở Crimea để thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Putin tiến hành các cuộc tuần tra gần như thường trực nhằm đe dọa toàn bộ Ukraine bằng tên lửa Kinzhan. Những máy bay này là phương tiện mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhan và theo người Nga, việc sử dụng chúng để tuần tra biển đen sẽ cho phép họ săn lùng SIMAS của Ukraine. Nhưng đó có phải là mục đích duy nhất của việc đưa những chiếc máy bay này lên không trung? Vấn đề là MiG-31 có hai cấu hình khác nhau, MiG-31K mang tên lửa Kinzhan của Nga và MiG-31BM máy bay đánh chặn được trang bị tên lửa không đối không A-37M, có khả năng hạ gục các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 300 km. Người Nga đã chuyển một số máy bay MiG-31 tới sân bay Belbek ở Crimea. Theo hình ảnh vệ tinh, vẫn chưa rõ loại MiG-31 nào được bố trí trên sân bay. Vì vậy, có khả năng người Nga sẽ sử dụng MiG-31 không chỉ để tấn công Ukraine, mà còn để bảo vệ các cơ sở quân sự của họ khỏi các tên lửa của Kiev như Neptune, Storm Shadow, Scout và ATACMS. Trong mọi trường hợp, mỗi khi MiG-31 cất cánh, sẽ luôn đi kèm với cảnh báo không kích trên toàn lãnh thổ Ukraine. Người Nga nhằm mục đích leo thang căng thẳng và gây thêm áp lực lên Kiev, đặt họ vào tình trạng nguy hiểm, bị đe dọa thường xuyên. Irina, người phát ngôn của không quân Ukraine cho biết, các mối đe dọa mới của Nga sẽ không làm mọi việc khác đi nhiều. Tuyên bố mới của Nga sẽ không thay đổi được điều gì đối với Ukraine. Đối phương đã đe dọa đất nước chúng ta hàng ngày bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Từ góc độ kỹ thuật, các đặc điểm của tên lửa siêu vượt âm KS-47 Kinzhan cho phép Nga tấn công Ukraine từ cả hướng Bắc và hướng Đông. Vì vậy, vùng nước Biển Đen chỉ là một hướng khác. Ngoài ra, không quân Nga đã tuần tra không phận ở đó bằng máy bay chiến đấu và trinh sát, ông tóm tắt. MiG-31 lợi hại thế nào? MiG-31 là máy bay đánh chặn siêu thanh hoạt động trong mọi thời tiết của Liên Xô. Nó được đưa vào sử dụng từ năm 1981, có thể ngăn chặn các mối đe dọa trên không ở mọi độ cao cực thấp, trung bình và cao, bất kể điều kiện thời tiết hay nhiễu sóng radar. Radar Zaslon M trên MiG-31BM có thể phát hiện các mục tiêu có tiết diện phản xạ radar ACS 20m² ở khoảng cách lên tới 400 km. Đối với các mục tiêu nhỏ hơn có ACS 5m² như Su-27, MiG-29 hay F-16, phạm vi phát hiện khoảng 280 km. Kết hợp với tên lửa không đối không A-37M đời mới, MiG-31BM có thể bắn hạ máy bay ở khoảng cách lên tới 300 km nếu mục tiêu đang bay về phía nó và không hề cơ động. Tại sao lại là MiG-31? Nga chọn MiG-31 làm phương tiện mang phóng tên lửa Kinzhan
do đặc tính tốc độ và độ cao hoạt động ấn tượng của nó. Hai động cơ mạnh mẽ cho phép máy bay chiến đấu này đạt tốc độ gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh 2.8 Mach hoặc 2.956 km/h ở độ cao 12 km. Trần bay của MiG-31 là 21.500 m, tốc độ và độ cao tối đa cao là cần thiết trong quá trình khai hỏa cho phép tên lửa đạt hiệu suất như đã quảng cáo. Độ cao và tốc độ là rất quan trọng đối với tên lửa loại này, vì vậy nó không phải tốn nhiên liệu để tăng tốc và chiếm lĩnh độ cao. Do đó, tầm bắn mà Điện Kremlin tuyên bố của tên lửa Kinzhal là 2.000 km, đủ để tấn công toàn bộ lãnh thổ Ukraine từ bất kỳ địa điểm hiện tại nào mà Nga sử dụng. Khả năng chịu tải cũng rất quan trọng. MiG-31 có tổng trọng tải chiến đấu lên tới 9 tấn trên các giá treo của nó. KS-47M2 Kinzhal nặng 4.3 tấn. Tuy nhiên, MiG-31 chỉ có thể gắn một quả tên lửa Kinzhal do giới hạn giá treo của nó, và khi được trang bị tên lửa này, nó không thể gắn thêm các loại vũ khí khác. Nga được cho là đã cải tiến Su-34 để tương thích với Kinzhal, nhưng những tuyên bố như vậy có vẻ rất đáng nghi ngờ. Bởi lẽ, Su-34 có tải chiến đấu 8 tấn, tuy nhiên, nếu nó được nạp đầy dầu, tải trọng vũ khí giảm xuống còn 4 tấn, không còn đủ để gắn Kinzhal. Tên lửa KS-47M2 Kinzhal. Người Nga gọi vũ khí này là hệ thống tên lửa hàng không, vì nó được sử dụng song song với tiêm kích MiG-31K. Trên thực tế, đây là phiên bản có trọng lượng nhẹ hơn một chút của tên lửa khai hỏa từ mặt đất Iskander. Điều này được phản ánh ở những điểm tương đồng nhất định về mặt hình ảnh và thực tế là những tên lửa này được sản xuất tại cùng một nhà máy. Tuy nhiên, những đặc điểm được công bố nên được coi là muối bỏ bể, vì hầu hết thông tin về nó đều đến từ các phương tiện thông tin đại chúng của Nga. Vì vậy, các thông số kỹ thuật có thể được nói quá lên. Truyền thông Nga khẳng định tốc độ tối đa của loại tên lửa này ở pha cuối khi tiếp cận mục tiêu là gần 15.000 km/h, tốc độ ở độ cao hành trình 20 km là khoảng 11.500 km/h. Người phát ngôn không quân Ukraine Irina xác nhận tên lửa này di chuyển với tốc độ rất cao hơn 7.000 km/h. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 14 tên lửa Kinzhal. Tính trong hơn 20 tên lửa đạn đạo bị bắn rơi, bao gồm cả Iskander và S-400, chúng tôi đang có được số liệu thống kê ấn tượng. Kinzhal di chuyển trong bầu khí quyển với tốc độ đáng kinh ngạc, hơn 7.000 km/h nên thời gian phản ứng rất ngắn, ông nhấn mạnh. Tên lửa Nga vừa sở hữu tốc độ siêu vượt âm, lại vừa có khả năng cơ động và thay đổi độ cao, điều này cản trở hoạt động phòng thủ tên lửa do không thể đoán trước được quỹ đạo bay của nó. Tên lửa được khai hỏa từ trên không cho phép sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn. Đồng thời, MiG-31K đóng vai trò là tầng đầu tiên của tên lửa, đưa tên lửa lên độ cao 15 km và được cho là tăng tốc lên 3.000 km/h. Sau đó, nó tăng lên độ cao khoảng 20 km và đạt tốc độ siêu thanh. Ở pha cuối, KS-47 bắt mục tiêu và lao xuống mặt đất với góc va chạm gần 90 độ. Ukraine yêu cầu có thêm các hệ thống phòng thủ chống tên lửa tiên tiến, cụ thể là Patriot của Mỹ, để đánh chặn và vô hiệu hóa hiệu quả các tên lửa siêu vượt âm của Nga. Ông Irina cho biết Ukraine đã bắn hạ thành công 14 tên lửa Kinzhal và gần 20 tên lửa Iskander bằng hệ thống này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.